Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến đời sống người dân lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, để góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch bệnh, Công ty Cổ phần Sữa Chua Trân Châu Hạ Long phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức trao 2.800 suất nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Số nhu yếu phẩm này được trích ra từ quỹ của công ty với sự đóng góp của các cán bộ công nhân viên công ty, cũng như là sự chung tay của hơn 150 chủ đầu tư trên cả nước và cùng với sự đóng góp to lớn của các khách hàng với 1.000 đồng được trích ra từ mỗi ly sữa chua bán ra trên toàn quốc. Đây là hoạt động rất thiết thực trong chuỗi hành trình sống yêu thương mà Công ty Cổ phần Sữa Chua Trân Châu Hạ Long đã, đang và sẽ thực hiện, góp phần chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi mong muốn rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ Công ty Sữa Chua Trân Châu Hạ Long cũng như là tất cả các đơn vị, các tổ chức cá nhân khác để có nhiều những hoạt động cho cộng đồng. Không chỉ đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cũng luôn thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng với thông điệp sống yêu thương, chung tay đẩy lùi COVID-19.